Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Đây. Bộ tàn bay rất là đã luôn. Đây. Cây sống khỏe nhà mình nha. Cái này chung cốt liền nhà mình. Nè, cốt nha. Đây, dàn chi xương nè. Rất là phê luôn nhà mình. Bộ tàn quá đã nha. Cái này có mã số là 939. Có số đo hình gốc là 80. Cây cao là 70. Cây có chiều dài cái tàn phóng nhà mình nha là 110 Cây đang nằm cái bầu đất rin là 40 Cái này nhà vườn giao lưu nhanh với nhà mình luôn Là một triệu 7 bao ship nhà mình nha Một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thôi Cây quá ok luôn nhà mình Mình xem tham khảo nha Bộ tàn này Nhà chị xương rất là già luôn nhà mình Điều nha Cái này về mình lên cái chậu là tuyệt vời luôn nha mình Bộ tàn này Quá đã luôn Rồi mã số 939 Giao lương nhanh với nhà mình là 1 triệu 7 bao ship nha mình nha Cẩm thị tên gọi khác là kịp cương đen nhà mình Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn